Quý vị thân mến, hiện tại sáng nay Phú Tha đang có mặt tại ở địa chỉ là 32 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10 quý vị. Thì quý vị nhìn ở đây thì quý vị cũng biết rồi, ở đây là cái chỗ mà cậu bé bán thơm á, ngày nào cũng bán ở nơi đây nè. Sáng nay không biết như thế nào mà Phú Tha qua là từ 6 giờ, bây giờ là 6 giờ 10 rồi nhưng mà vẫn chưa thấy bé bán. Thì không biết là hôm nay bé có bán hay không quý vị ạ. Thường như vậy thì bé đến rất là sớm, khoảng 5 giờ, 5 rưỡi là bé đã đến đây rồi. Nhưng mà hôm nay không biết là vì sao, không biết là không có thơm hay là như thế nào, xe hư hay sao quý vị. Mà bây giờ chưa đến. Thì những ngày vừa qua thì liên tục những bất ngờ đã đến với bé. Bé được nhận được sự yêu thương của rất là nhiều người. Phú Tha cũng cảm thấy mừng, cũng cảm thấy vui cho bé quý vị ạ. Trời có vẻ là sắp mưa. Hy vọng nếu mà hôm nay bé có bán thì trời đừng có mưa quý vị. Tại vì hiện tại bây giờ là trời âm u dữ lắm. Chị nói sao vậy anh? Nói là có người ta đặt hàng hết rồi. Chỉ là ra giao hàng thôi. Giao hàng, thằng lớn nó giao với thằng bé. Cái gì giao? Chị không biết à. Hấp hàng đâu, trâu ra hàng đâu bán. Nghe cũng mừng cũng vui cho bé quý vị ơi. Hình như là hôm nay là khách đã đặt hết hàng rồi, chỉ việc là ra giao hàng thôi. Hôm nay là không cần bán nữa. Tại vì hồi nãy một bạn YouTuber gọi hỏi thăm mẹ của bé, thì mẹ của bé nói là hôm nay không có bán nữa, hôm nay chỉ giao hàng thôi. Thật sự thì hàng ngày bé ngủ ở đây bé bán rồi quý vị. Nhìn cái không khí nó vui vẻ, nó nháo nhiệt á, nó quen rồi. Bây giờ hôm nay tự dưng bé không có bán nữa thì thấy cũng buồn quý vị ạ. Đây, sau chiếc xe là cái vị trí mà bé thường hay ngồi bán. Có lẽ hôm nay thì bé được ngủ dậy trễ, ngủ nướng quý vị. Tại vì hàng ngày thì 4 giờ 30 bé đã dậy rồi và phải đi lên đến đây bán rồi. Nhưng mà hôm nay thì được khách đặt hàng nên không có ra bán. Hiện tại thì ở trên mạng á, Phú Tha thấy cũng có hai luồng ý kiến quý vị ạ. Một luồng ý kiến thì cho rằng việc các YouTuber quay nhiều thì bé sẽ được nhiều người giúp đỡ. Một luồng ý kiến khác thì cho rằng nếu mà quay quá nhiều như vậy thì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bé, cũng như là cản trở cái công việc của bé bán hàng ngày. Thì Phú Tha cũng không biết là như thế nào, tại vì đó là ý kiến của tất cả quý khán giả. Còn riêng Phú Tha thì ngày đầu tiên Phú Tha gặp bé thì Phú Tha có một cái gì đó cảm thấy bị thu hút bởi bé quý vị, về cái cách ăn nói cũng như là những cái hoạt ngôn, những cái cử chỉ và hành động. Khi mà Phú Tha về làm phim á, quý vị không biết được đâu. Khi mà Phú Tha ngồi làm phim, Phú Tha xem lại những cái thước phim mà Phú Tha quay bé thì Phú Tha ngồi Phú Tha cười một mình luôn. Ngay cả bản thân Phú Tha cũng cảm thấy thích thú. Thì riêng Phú Tha như vậy thì Phú Tha cũng có thể cảm nhận được một số khán giả cũng như là khách hàng rất là thích bé. Nên Phú Tha cũng muốn chia sẻ nhiều clip hơn. Nhưng mà có nhiều ý kiến khi mà khán giả yêu mến bé thì mong muốn là chia sẻ nhiều, thật nhiều về bé, để cho mọi người biết, để đến ủng hộ cũng như là được nhìn thấy bé bán. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khán giả yêu thương bé, nhưng mà mong muốn là các YouTuber
ít quay bé lại để bé bán được nhiều hơn, để bé có cái không gian bán hơn và có cái thời gian bán hơn. Tại vì khi mà quay như vậy, hỏi bé nhiều như vậy thì sợ làm ảnh hưởng đến bé, sợ tụ tập đông người thì công an sẽ đến. Nói chung là rất là nhiều ý kiến quý vị ạ. Đây là ngày thứ 3 Phota quay lại đây. Thì ngày đầu tiên Phota quay bé, rồi sau đó ngày thứ 2 Phota đến thì bé bán hết. Thì ngày hôm nay, hôm qua Phota không có đến, hôm nay đến thì bé không có bán. Cũng mừng cho bé quý vị. Để mình qua mình ăn ăn sáng quý vị, để mình qua mình ăn sáng bà. Dẫn chào bà. Bà lấy cho con tô bún thịt nướng được không bà? Hả? Bà lấy cho con tô bún thịt nướng được không? Có ăn đâu. Dẫn ăn ở đây được không? Dạ. Dạ. Đây bà thường hay bán ở bên cạnh của bên Nhi Bán Thơm. Hôm nay bên Nhi Bán Thơm nghỉ rồi. Nay ăn bún thịt nướng. Để chia sẻ với quý vị luôn nè. Ồ, ở đây hình như Clement có ăn ở đây rồi hả bà? Dạ có ăn rồi đó con. Dạ. Ăn là quảng cáo mà. Dạ. Bà cho hỏi là bà tên gì? Hả à, cô hả thứ Năm. À cô Năm. Dạ. Cô Năm. Cô Năm mình bán nghề này được lâu chưa hả cô Năm? Được con. Dạ. Cũng kiếm sống qua ngày à con ơi, già rồi. Dạ. Có làm gì có tiền nhiều đâu. Dạ. Chỉ có vậy thôi. Ở đây thịt là mình xào chứ không phải mình nướng hả bà? Xào con. À dạ, mình xào bên đây nè. Tại em vừa thấy bên Di ăn một tô mà thèm quá. Thế hả? Dạ. Một tô như vậy là mình bán bao nhiêu vậy bà? 25 á con. Dạ, quá quá trời thịt luôn. Có chả giò. Thôi như vậy là bà bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 5:30 sáng. Dạ. Ăn thua hết giờ nào dậy rồi đó hả con? Dạ, bắt đầu từ 5:30 sáng. Ừ. Cũng bằng giờ với bé Nhi bán hôm bên đây luôn đúng hả rồi, bà? Không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thì đây quý vị, xe của bà đây. Nếu mà quý vị có gặp bà thì đến đây thì ủng hộ giúp bà. Ở đây Clement có ăn. Tại vì ta nhìn cái này vừa biết. Chả giò nè. Rau nè quý vị. Mè rồi đó. Dạ. Đây, luôn tiện mình ăn luôn. Cảm ơn bà. Nước mắm ở trong đây rồi đúng không? À chưa, chưa hả? Chưa. Dạ. Có ăn ớt không? Dạ thôi được rồi, ớt như vậy là được rồi. Dạ một láo ớt đến bên này rồi. Dạ. Và đưa nguyên cái thầu nước mắm cho Ula luôn. Ăn bao nhiêu thì cha. Đó. Đó. Dạ, ăn rồi ghiền luôn. Mời quý vị nha. Buổi sáng sớm. Rồi. Ở đây thì bún người vô ta thấy sợi nó nhỏ. Thịt thì không phải là thịt nướng, ở đây thì bà xào. Trộn lại. Dạ, sáng nay thấy âm u quá. Đâu. Dạ. Tính nghỉ rồi đó con. Dạ. Dạ, nhà mưa là bệnh á. Dạ, đúng rồi. Làm mà bán không được bao nhiêu mà sợ tiền thuốc. Đó. Dạ. Bởi vì dùng bữa sáng. Ngon. Hôm nay bé bán nghỉ bán thơm thấy cũng buồn à. Bà ha. À nó nghĩ là buồn lắm. Dạ. Nó nói vui vui chút. Dạ đúng rồi, thấy vui. Dạ nóng quá con, nóng quá con. Để trên dạ. Bàn mất ha à. Để sao. Dạ dạ. Có đông vui. Trời ơi mấy cẩu mà dây nó quá chừng luôn á. Dạ. Không bán được luôn. Dạ. Cẩu mua hết luôn. Dạ. Hôm nay hình như có người đặt hàng á. Có. Dạ. Cái nước mắm của bà làm ăn thấy vừa lắm. Ngon.
cái cậu này nè, cậu ăn cậu khen á, ngon nói nước mắm ngon, ngon bữa cậu lợ cậu nấu gì kỳ, biết cậu cho hai chai nước mắm à, ngon. Ai thật. Quý vị thân mến, thì hôm nay Phương ta làm clip ngắn này để chỉ để thông báo đến với toàn thể quý vị là sáng hôm nay bé Nhi không có bán tại chỗ nha quý vị. Không có bán tại chỗ ở địa chỉ là 32 Trần Nhân Tôn, quận 10, mà chỉ bán là có ai đó đặt rồi giao hàng cho khách thôi quý vị, chứ không có ra bán tại chỗ. Cũng rất là mừng nhưng mà cũng rất là buồn. Buồn vì không thấy bé ngồi bán như những ngày bình thường. Cũng còn rất là mừng, mừng cho bé là sáng nay là chắc được ngủ nướng, không có phải gọt thơm nhiều. Còn riêng về phần hai luồng ý kiến trái chiều ở trên mạng là một là nói là quay nhiều thì làm ảnh hưởng đến bé, và một nói là quay nhiều để được mọi người biết nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Thì riêng cá nhân Thu Tha thì cái đó là quyền quyết định của bé và mẹ của bé thôi quý vị. Nếu mà bé và mẹ của bé cảm thấy khó chịu cũng như là cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều thì bố mẹ bé có thể lên tiếng để các YouTuber biết và không có quay nữa quý vị. Còn nếu mà bố mẹ bé muốn và bé cảm thấy như vậy là vui và để được nhiều người biết đến thì cô ta nghĩ thì các YouTuber quay thì cũng chia sẻ, kêu gọi mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Đó là riêng phần ý kiến của Phu Tha, cá nhân Phu Tha. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.